Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo xin trả lại câu hỏi của anh chị trên kênh YouTube cũng như trên kênh Zalo có nhắn tin hỏi mình với nội dung như sau nha. Em có một thửa đất bên phần mềm AutoCAD. Bây giờ em muốn copy thửa đất đó vào phần mềm MyRotation thì làm như thế nào? Sau đây tôi xin hướng dẫn cụ thể luôn nha. Giả sử ta có file DC1 và file DC1 kép và Miro nha. Giả sử tôi mở file DC1 bên kép. Giả sử ta có một thửa đất như thế này. Làm sao copy thửa đất này đi qua file MyRotation. Rồi bắt đầu mở file MyRotation lên nha. Rồi. Ở đây có nhiều cách làm khác nhau. Nhưng hôm nay tôi chỉ cách đơn giản nhất nha. Đầu tiên, tôi bấm vào refresh như nè. Bấm tool, hay test. Rồi, ta chọn nè, file kép này không? Hình dạng nè. Rồi, tôi bấm mở nha. Rồi bấm ok. Đó. Đó, thửa đất này không? Đây, hình dạng thửa đất đây. Bên AutoCAD đây. Đây đúng hình dạng thửa đất nha. Rồi, nằm đúng vị trí nè. Rồi, nhiệm vụ của mình là copy file AutoCAD này nè. Vào phần mềm MyRotation này thì làm như thế nào? Ta chọn vô thửa đất nè. Đó. Ta bấm vô nè, copy nè nha. Rồi, ta chọn vô bắt điểm nha. Đây, rồi kéo ra ngoài nè. Rồi nhận vô lại rồi xong. Bấm chuột phải kết thúc lại. Ta. Đó, xong rồi đó. Rồi. Thao thoát này luôn. Thì các bạn thấy nó rõ ràng luôn. Đó, thấy không? Đơn giản. Đây là từ AutoCAD chuyển qua file MyRotation một cách nhanh gọn nhẹ nha. Đó, đơn giản như nè. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.